chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh việt nam tv kính thưa quý vị và các bạn lực lượng pháo binh nga trong suốt thời gian vừa qua đã âm thầm kéo tới khu vực sát với biên giới ukraine và tu tập với một số lượng lớn bất chấp việc nato kêu gọi nga hãy dừng các hành động leo thang căng thẳng trong khu vực moscow vẫn khẳng định rằng việc nga chuyển quân bên trong lãnh thổ nước này hoàn toàn là một việc nội bộ các quốc gia khác Đặc biệt là những nước NATO và Ukraine hoàn toàn không có quyền cản trở việc Nga di chuyển quân, khí tài, thiết bị quân sự bên trong lãnh thổ nước này. Dựa vào những hình ảnh chụp vệ tinh, có thể nhận thấy sản vũ khí cơ khủng đã được Nga kéo tới biên giới. Chỉ tính riêng hỏa lực pháo binh tại đây cũng đủ để đè bẹp mọi nỗ lực của NATO và Ukraine nếu như Moscow thực sự muốn khai hỏa. Cụ thể, Quân đội Nga đã đưa tới biên giới giữa Nga và Ukraine ít nhất là một tiểu đoàn pháo tự hành, 2S3 Acacia. Đây là một loại pháo tự hành cực kỳ hiện đại, sử dụng cỡ nòng 152 ly. Pháo chính của pháo 2S3 Acacia là loại D-22, cỡ nòng 152 ly, có chiều dài nóng gấp lần đường kính, được phát triển dựa trên liệu pháo xe kéo D-20, có khả năng bắn với tốc độ tối đa 4 phát trên 1 phút, tầm bắn tối đa 18,5 km với đạn thông thường và xa tối đa 24 km với đạn tăng tầm. Vũ khí phụ là súng máy PKT 7,62 ly, súng có tốc độ bắn cao với cơ số đạn mang theo 1.500 viên. Thậm chí, Nga còn đưa tới điểm nóng này hai tiểu đoàn pháo tự hành 2S-19 MS-Star. Đây là một pháo tự hành hiện đại bậc nhất của Nga ở thời điểm hiện tại mới ra đời vào năm 1989. Pháo tự hành 2S-19MS Star của Nga có tốc độ bắn vượt trội hơn hẳn là phiên bản tiền nhiệm, tối đa có thể bắn tới 10 phát trên 1 phút, tốc độ bắn trung bình vào khoảng 6 phát trên 1 phút. Pháo tự hành 2S-19M2MS Star được thiết kế nhằm phá hủy các loại pháo cối, xe bọc thép, sợi chỉ huy, hệ thống phòng không với độ chính xác lên đến 90%, Hệ thống 2S19 được trang bị pháo chính 152 ly với chiều dài nòng bằng 47 lần cỡ đạn. Pháo này sử dụng hệ thống nạp đạn bán tự động, tốc độ bắn khoảng 7 viên trên một phút. Pháo 2S19 có tầm bắn tối đa khoảng 30 km. Đặc biệt, nó có thể tấn công mục tiêu với độ chính xác lên đến 90% bằng đạn pháo dẫn hướng laser. Krasnopol có tầm bắn 40 km. Pháo tự hành 2S19M2Msta là một dòng được thiết kế nhằm phá hủy các loại pháo cối, xe bọc thép, xe chủ hy, hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa. Với hỏa lực mạnh, độ cơ động cao cùng với giá thành hợp lý, nó đã khiến cho 2S-19MS Star được đánh giá là một trong những loại pháo tự hành tốt nhất hiện nay. Ngoài ra, trong những bức ảnh vệ tinh mà phương Tây thu thập được, chúng ta còn có thể nhận thấy sự xuất hiện của pháo cáo MS Star B. Đây cũng là một loại pháo kéo có cỡ nòng 152 ly lớn nhất mà Nga đang sử dụng. Ngoài tốc độ bắn của nó khá cao, tối đa có thể lên tới 6 viên trên một phút dù nạp đạn bằng tay. Pháo kéo MS TAB của Nga còn có một ưu điểm cực kỳ đặc biệt, đó là nó có trọng lượng nhẹ, nặng tối đa chỉ có 6,8 tấn và giúp nó dễ dàng di chuyển trên chiến trường. Pháo MS TAB 2A65 là pháo kéo uy lực nhất của pháo binh Nga hiện nay. Nó có thể bắn đạn hạt nhân. Hệ thống pháo kéo hàng nặng 152 ly, nó đạt tầm bắn xa từ 24 đến 26 km với đạn thường hoặc 29 km với đạn tăng tầm và được mệnh danh là vua pháo kéo của Nga. Kết cấu của pháo 2A65 so với những phiên bản thế hệ trước có một số thay đổi. Trong đó điểm đáng chú ý nhất là pháo mỏng và dài được trang bị loa hãm khe đôi Nòng pháo 2A65 cơ bản giống với nòng pháo 2S19. Một trong hai loại vũ khí có hỏa lực đáng sợ nhất mà pháo binh Nga đưa tới khu vực biên giới với Ukraine, bao gồm pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uragan. BM-27 Uragan có mệnh danh là cuồng phong. Đây là một tổ hợp pháo phản lực bán loạt tự hành do Liên Xô chế tạo. Loại pháo phóng loạt này được đặt trên khung gầm xe tải z 135 x -8, 8 Mỗi tổ hợp BM-27 Uragan sở hữu 16 ống phóng rocket cỡ nòng 200 ly với mỗi quả đạn có trọng lượng 280 kg và đầu đạn nặng từ 90 đến 100 kg tùy từng loại. BM-27 Uragan có thể phóng hết loạt 16 rocket chỉ trong vòng 20 giây nhằm vào các mục tiêu ở khoảng cách tối đa 38 km. Bất cứ mục tiêu nào của BM-27 Uragan đều sẽ trở thành bình địa sau khi bị tấn công. Theo truyền thông phương Tây, Nước Nga hiện nay có ít nhất là 6 cầu pháo phản lực loại này ở khu vực biên giới giữa Ukraine. Và cuối cùng là hệ thống TOS-1A. TOS-1A không có đối thủ cạnh tranh trong kho vũ trang của phương Tây. Trên thế giới không thiếu các hệ thống hòa lực phóng loạt, ví dụ như pháo phản lực HIMA trên xe M142 đang được Mỹ sử dụng tại Iraq. Nhưng tất cả đều chỉ bọc thép hàng nhẹ và thiết kế bố trí ở hòa điểm được bảo vệ trong khi đó, pháo phản lực TOS-1A nó ngắm bắn một cách trực diện. Để đáp ứng nhiệm vụ này, nó có đủ hệ thống điều khiển hỏa lực bao gồm máy đo cự li laser và máy tính đàn đạo. Ngoài ra, hệ thống TOS-1A sở hữu giáp hàng nặng của T-72 thiết kế trên gầm xe tăng. Trọng lượng của TOS-1A là 46 tấn. TOS-1A sử dụng loại đạn rocket phóng cỡ nòng 220mm. Đạn của hệ thống này được chia làm hai loại gồm đầu đạn chứa chất gây cháy và đầu đạn sử dụng chất nổ nhiệt áp bari. Loại thuốc nổ thường được sử dụng để chế tạo bom công phá ứng dụng công nghệ chân không. Cả hai loại đầu đạn này khi bắn đến mục tiêu sẽ tạo ra các đám mây lửa đốt cháy, huy diệt mục tiêu. Do khi nổ khí ga chứa trong tên lửa sẽ được giải thoát, chúng sẽ hút hết oxy và tạo ra một hiện tượng chân không một phần. Đây chính là một ác mộng đối với những mục tiêu của TOS 1A đang lẩn trốn trong bong ke hay hang động. Cơ chế bắn của sàn hỏa lực TOS 1A là từng quả một hoặc hai quả cùng một lúc. Dù phóng một quả hay phóng cặp một, thì sàn TOS 1A chỉ mất có 0,5 giây để khai hỏa. Một sàn phóng tên lửa TOS 1A có chứa tới 30 đầu đạn gây cháy có thể tạo ra một khoảng cháy rộng từ 200 đến 400 mét TOS 1A được tích hợp một hệ thống điều khiển và kiểm soát hỏa lực tương đối hiện đại. Hệ thống này có kích thước không quá lớn và được bố trí ngay trong thân xe nên có thể hạn chế được khả năng phát hiện yếu điểm từ các phương tiện chiến đấu của kẻ địch. Khi đang hành tiến, hệ thống TOS 1A có thể di chuyển từ trạng thái di chuyển sang trạng thái dừng để sẵn sàng nhà đạn tấn công trong vòng 90 giây. Với sức mạnh của lực lượng pháo binh kể trên, chúng ta không khó để có thể nhận ra sức mạnh mà quân đội Nga đang sở hữu tại khu vực biên giới Ukraine là ghê gớm đến nhường nào. Và Kiev chắc chắn cũng đủ khôn ngoan để hiểu rằng đối đầu với Moscow vào lúc này không phải là một sự lựa chọn tốt.